cái loại trái cây ngon thế nhỉ? Vâng. Đỏ nữa. Quá 5.000 thôi. Có uống luôn không? Nhặt luôn. Uống luôn được mà.
chưa thích uống, mình chưa lắm thích uống. Cháu dừa đi bà ơi. Dừa, dừa bà. Dừa nhỉ? Dừa ngon lắm bà, ngọt lắm. Em bảo là mấy ngôi trong có lịch rồi. Em thua 2 quả nhá. Hết rồi. Chú lấy 1 quả thôi, chú uống luôn đi. 2 quả. Bà uống luôn không? Con bổ cho bà luôn. Con bổ sẵn bà về, bà chỉ cần khui ra là bà uống thôi. Bà về bà lấy con dao bà chặt đấy bà là được. 5.000 thôi ạ. Dạ, con cảm ơn. Đúng rồi, ngon luôn, nó lại nho quả. Ngon quá. Ngon lắm. Lại thấy như chờ. Không, ngay chẳng chưa nhìn thấy. Thôi chọc đi. Lâu lâu con không há cà phê đâu. Rất là thua hết 3 cái rồi, con thuê hết 42 triệu. Này nhiều quá. Giờ còn thôi thì giấy chết chứ xong. Chứ có xong. Không xong được. Rồi hôm nay ba cho Tuấn nó bảo con gần được 10 tấn. Con 10 tấn nhân đó bà. Thank you.
nhà đi con. Thank you.
Thank you.
này mua tiếp nha. Thank you.
Thank you.
5.000. 5.000 ạ. Cô cho vào đây luôn nhé. Hay là lấy cái khác để cho sạch bỏ.
có nào như vừa nói không có khí cái gì hết mà có đạn theo khí. Oh.
chị ơi. Cho chị thêm một cái. Bao nhiêu ký vậy chị? 15.000 anh ơi. Em rửa cho em. Ai trong tay thì còn. Mua hoài mà không bớt. Thứ đừng bán nó, chị mua hết cho em. Này cũng vô. Em phải bán to lên, nhiều khi người ta là người ta bỏ không có đủ cái nhu cầu người ta, hiểu không? Cái nhu cầu của chị nó em một bọc hành nữa là. Dạ. Một ký chị ạ. Ôi cái này. Cái này vàng khè rồi này. Mà bị hành không cần túi đâu. Đây, bóc ra chị, lột ra đây chị. Cũng bóc ra nhưng mà lát chị xin mang về. Không cần hành 9 lạng. 9 lạng lấy 14 ngàn. Tổng bao nhiêu? 14 ngàn, 15. Thôi, lấy 25 đi. Anh ơi, anh có lấy hành cho em không? Lấy hành cho em. 1 ký nha anh. Đây, 2 ký đi. Lấy hai bịch thôi, không cảm cho em cũng bịch. Một bốc là gì lấy bị to nha. Dạ. Chưa được ký chị ạ, có 8 ạ. Lấy 2 ký nữa. Cái này được có 8 lạng, à 6 lạng thôi á. Cái này là bao nhiêu rồi? Okay.
Thank you.
Thank you.
đi vệ, đi vệ nào, xuống. Quả 10 ngàn à? 10 ngàn á? Nói bảo không ngủ nhé. 5 ngàn.
Bà đi chợ về sớm đấy. Chúng ta có việc. Thank you.
đỏ luôn vào đây. Lấy không lấy lại, người nhà
Thank you.
Thank you.
Đấy, đây là hàng phân phối 2.000.
lấy bà có 2.000 thôi. Hàng phân phối. Ôi, đây bà.
Thank you.
vạch đó, vạch kim màu nữa đó. Ngọt cái ớt rồi bé. 20 ngàn luôn ạ. Sao tao nghe mà nó không mùi già Tết này, tao không hay mua. Ai bảo mùi?
ơi, mỡ ớt cho con với. Ai biết nãy bán đâu mà bán hết luôn. Vậy à, con bán từ nãy giờ luôn đấy, không biết.